Địch đến Nhật Ba chỉ mặc hở ở nơi này, coi lại lúc nào cũng kín như bưng. Không chỉ xinh đẹp, Nhật Ba còn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ về phong cách thời trang. Địch đến Nhật Ba sinh năm 1992 tại Tân Cương, Trung Quốc. Nữ diễn viên người dân tộc Duy Ngô Nhĩ được đánh giá nữ thần sắc đẹp khi sở hữu đường nét hài hòa Đông Tây. Ngoài ra, Nhật Ba còn có chiều cao 1m68 cùng tỷ lệ thân hình dường như hoàn hảo. Bởi vậy, cô còn là người được nhiều nhãn hàng chọn mặt gửi vàng với các hợp đồng quảng cáo. Thậm chí Nhật Ba còn từng sải bước trên sàn diễn của thương hiệu Don Gebner. Trái ngược với hình ảnh lộng lẫy khi tham gia các sự kiện trong những chiếc đầm tôn dáng, phong cách đời thường của Nhật Ba lại kín đáo thiên về hình ảnh năng động và thoải mái. Thậm chí khi đóng phim, người ta cũng không thấy Nhật Ba mặc hở, chỉ duy nhất tại các sự kiện, công chúng mới thấy người đẹp diện mốt giải phóng đường cong. Gợi cảm trên thảm đỏ. Khi xuất hiện tại các sự kiện, người ta thấy Nhật Ba thường lựa chọn những thiết kế đầm dạ hội, có thiết kế tôn dáng, đặc biệt là vòng một. Kiểu đầm cúc ngực thường xuyên được Nhật Ba chọn diện vì dáng cổ này không chỉ khoe thêm ngực mà còn tôn vai thon, xương quai xanh mảnh. Ngoài ra, những thiết kế váy cúc ngực được đánh giá là thanh lịch vì nó không cần cắt xẻ nhiều hay rút ngắn chiều dài để trở nên quyến rũ hơn. Kiểu váy này còn có thể tôn được trang sức của Nhật Ba, những chiếc dây chuyền dáng dài cũng sẽ cân bằng khoảng hở hàng để trang phục trở nên kín đáo hơn. Kín đáo ở đời thường. Hình ảnh đời thường của Nhật Ba khác hẳn những khi xuất hiện trên thảm đỏ. Người đẹp yêu thích những thiết kế rộng rãi, thoải mái như hoodie, t-shirt. Nhật Ba diện thiết kế quần yếm bò kết hợp với áo phông mũ lưỡi chai, giày thể thao mang đến hình ảnh năng động và trẻ trung. Cô còn thường chọn những gam màu đơn giản như trắng, đen, be, chúng được nhận xét luôn thanh lịch và thời thượng. Khi khác, Nhật Ba sẽ diện một set denim thế này, bên trong là một chiếc áo phông màu đen, bộ đồ đơn giản nhưng vẫn thu hút nhiều ánh nhìn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!